Chuyến xe chạy thật nhanh trên con đường đá trông tranh dài lê thê. Anh chạy nhanh, em đuổi theo, anh không dừng lại. Giá như em đẹp hơn dù chỉ một chút khi anh nhìn lên, em chẳng phải quan tâm ngày hôm nay anh nghĩ gì. Rồi ta đứng bên nhau ở đây, dưới hiên xe cổ cây. Em chạy vào mùa nữa, anh châm thuốc. Ta nhìn dòng người vội vã băng qua khi em lắng nghe hơi thở anh. Trái tim em mong manh, nhưng anh nào hay biết rằng em biết câu chuyện em mong cho hai ta ngừng tại đây. Giá như em đừng quên, anh cần người khác chứ không phải em. Anh chẳng hề quan tâm, ngày hôm nay em rất buồn. Vì ta đứng bên nhau ở đây, dưới hiên xe cũ cây. Em chạy vào mùa nữa, anh châm thuốc. Ta nhìn dòng người vội vã băng qua khi em lắng nghe hơi thở anh. Trái tim em mong manh, nhưng anh nào hay biết rằng em biết câu chuyện em mong cho hai ta ngừng tại đây. Trái tim em mong